Alan cũng xin chào quý khán giả của Gọi Về Trái Tim luôn. Alan Võ Phor mong muốn tìm lại ân nhân thuở còn thơ. Chia sẻ trong chương trình Gõ Cửa Trái Tim tập 6, Alan Võ Phor cũng tiết lộ lý do vô cùng thú vị và ý nghĩa đằng sau của cái tên anh dùng trên giấy tờ khi nhập quốc tịch Mỹ. Không phải là một cái tên quen thuộc với truyền thông và công chúng trong nước, nhưng hầu hết người Việt sinh sống tại Mỹ đều biết đến Alan Võ Phor. Không chỉ là một doanh nhân thành công, Alan Võ Phor còn gây tiếng vang với vai trò nhà sản xuất và đạo diễn với những tác phẩm phim ảnh mang tính lịch sử. Bên cạnh đó, Alan Võ Phor còn được biết đến là một nhà thiện nguyện có tâm khi gây dựng nên nhiều dự án thiện nguyện có tính phổ biến rộng rãi trên đất Mỹ. Đáng chú ý là dự án Viện Dưỡng Lão với 3.000 đơn vị mà anh cùng những người cộng sự ở Mỹ đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng và phát triển. Và xây cất những cái Viện Dưỡng Lão, tụi anh đã xây khoảng 3.500 cái unit rồi. Alan Võ Phor rời Việt Nam để đến Mỹ từ khi còn rất nhỏ. Thời gian đầu anh gặp không ít khó khăn ở nơi xa xứ. Chia sẻ trong chương trình Gõ Cửa Trái Tim số 6, Alan Võ Phor cho biết những ngày đầu ở Mỹ, anh và gia đình phải làm rất nhiều công việc để có thể sinh tồn. Thậm chí, anh còn từng là nạn nhân của vấn nạn bắt nạt học đường khi sự phân biệt chủng tộc vào thời điểm đó vẫn còn rất gay gắt. Rồi lúc đó mình còn nhỏ con lắm, thì trong trường đó những cái đứa bản xứ khác nó lớn con hơn mình. Và em biết cái chuyện mà bully, cái chuyện mà ăn hiếp những đứa khác nó thường lắm. Thì cái đó anh chuyên môn bị ăn hiếp và đánh đập. Thế nhưng Alan Võ Phor cũng gặp rất nhiều may mắn khi có duyên với những người Mỹ thấu hiểu và tốt bụng khi đó. Gia đình Phor đã hết lòng bảo bọc anh cùng gia đình trong những ngày đầu sinh sống ở Mỹ. Khi đi học, Alan Võ Phor cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ một cậu bạn tên Alan. Alan Võ Phor tâm sự rằng, cho đến nay anh vẫn chưa có cơ hội gặp lại cậu bạn Alan đã bảo vệ mình khỏi sự kỳ thị ở trường học ngày trước, nhưng trong lòng anh luôn dành sự cảm kích nhiều không kể xiết dành cho Alan. Alan Võ Phor cũng bày tỏ với MC Bajo rằng, biết đâu nhờ vào chương trình Gõ Cửa Trái Tim, anh có thể tìm lại được cậu bạn đáng quý này. Biết đâu lỡ một ngày nào đó bạn tự nhiên, cái người này ngày xưa tôi đã từng giúp bạn ấy rất là nhiều. Và thời ngày hôm nay họ cảm ơn tôi bằng cách đặt tên, lấy cái tên của tôi để đặt cho chính bản thân họ. Đó là một cái lời tri ân rất là tuyệt vời. Sau này khi chính thức được nhập quốc tịch Mỹ, anh đã quyết định dùng tên của những ân nhân từ thuở còn thơ để đặt tên trên giấy tờ cho bản thân. Đó cũng chính là lý do cái tên Alan Võ Phor được ra đời. Nói về sự thành công trong kinh doanh của mình, Alan Võ Phor tiết lộ anh học được rất nhiều bí quyết trong những ngày bé theo mẹ bên những gánh hàng rong. Mẹ cũng là người truyền cảm hứng sống tốt và sống có ích cho anh từ khi còn rất nhỏ. Anh là một cái thằng nhỏ 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 như này, dễ thương lắm. Anh hô, anh đi anh đi kéo mấy cái người mà khách đi tới cái quán của mẹ anh. Quán của mẹ anh là chỉ là hai cái thứ nhỏ thôi. Nhưng mà cái đó là cái mưu sinh của gia đình. Thì đó thì mẹ dùng cái, thì cái cách mà anh học từ hồi nhỏ mà làm sao đi ráng làm để tìm khách để giới thiệu sản phẩm cái này kia nọ. Thì cái đó là cái mà anh lên từ nhỏ. Trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Alan Võ Phor càng nhận ra giá trị của việc sống tốt và sống có ích cho đời. Mình không thể biết được mình sống bao lâu. Khi mình tồn tại thì mình phải để lại thật nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống này, vì những điều đó sẽ không bao giờ mất đi. Đó là lý do khi càng đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, ước mơ được giúp người và giúp đời trong tim Alan Võ Phor lại càng thêm mãnh liệt. Chương trình Gõ Cửa Trái Tim bắt đầu phát sóng từ tháng 4 năm 2022 và phát định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Gavin Kling.